Đàn ông nói lời giữ lời, Dương Bưu ta nói được làm được. Nói được mà không làm được thì là gì? Ít nhất không phải đàn ông. Được, vậy tôi sẽ nói yêu cầu của mình. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hai người không được gặp mặt, đây là quy tắc. Theo quy tắc, hôm nay vẫn chưa đề nghị kết thông gia, ngày kia đón dâu vào cửa. Quy tắc gì? Ông đây chính là quy tắc. Sau đây có yêu cầu gì? Tôi không đi Bát Tiên Lâu. Vậy không được. Sao tự dưng lại đổi ý? Con phải gả đi. Tôi không nói không gả. Tôi chỉ là không muốn tổ chức ở Bát Tiên Lâu. Hôn sự này từ đầu tới cuối tôi chưa từng được làm chủ. Hôm nay phải nghe lời tôi. Vợ à, không phải không nghe theo nàng, mà là làm chuyện gì cũng phải có chuẩn bị. Không thể lập tức nói muốn đi đâu thì đi đó, đúng không? Nơi tôi muốn tới, muốn người có người, muốn chỗ có chỗ, muốn ăn có ăn, không thiếu gì hết. Nàng muốn đi đâu? Lữ quán Quảng Xương, Thành Tây. Thái quân, Lương dân, đi qua. Được. Ai đi? Ra đi. Thái quân, người trong xe mắc trọng bệnh, không đi được. Không đi được. Thẻ lương dân đâu? Có. Thẻ lương dân. Lữ quán Quảng Xương, Thành Tây. Đúng, Lữ quán. Người nằm bên trong chính là ông chủ nhỏ của lữ quán chúng tôi. Anh ấy mắc trọng bệnh, tôi đưa anh ấy ra ngoài tìm đại phu. Vì sao lại dừng ở đây? Xe ngựa bị sốc quá, tôi muốn cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Khốn kiếp, đi lên lôi người ra cho ta. Ra đi. Ra đi. Thái quân, khốn kiếp, dám động vào cáo quan quân. Ta thấy ngươi không muốn sống nữa. Khốn kiếp. Thái quân, tôi có một câu muốn nói, chỉ một câu thôi. Không được. Làm gì có chuyện sắp tổ chức tiệc hỷ lại đổi chỗ, như vậy là làm loạn. Đúng, đại đội trưởng, bên phía Bát Tiên Lâu đang chờ, không thể giải thích được với Thái quân Sakamoto. Vợ à, nàng như vậy là làm khó ta. Sao đây, vừa rồi còn vỗ ngực xưng tên như một thằng đàn ông, nghe thấy ba chữ người Nhật Bản là sợ rồi à? Ngoài chuyện này thì chuyện gì cũng được. Xong rồi, vẫn còn chưa bái đường mà Tân Lang Tân Nương đã gặp mặt rồi. Phá hỏng hết quy tắc rồi. Quy tắc gì chứ? Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nghĩ nào, đưa tiền cho bà ta. Ông chủ à, tôi chỉ mang theo có bao nhiêu. Đây thật sự không phải là chuyện tiền nông. Đừng có ầm ĩ nữa, mau câm miệng. A Mẫn, nàng xem, chuyện lớn như vậy, khóc sưng hết cả mắt. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, ngày tháng tốt sau này còn dài. Đúng vậy. Ngày tháng tốt à? Vợ à, có gì thì từ từ nói. Sao vậy? Ai cho cô ấy mang theo cái này? Đại gia tôi cũng không biết. Dương Bưu, nếu như anh thật lòng muốn lấy tôi thì đồng ý với tôi tổ chức hôn lễ ở lữ quán. Từ nay về sau tôi bằng lòng sống chung với anh. Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ ở đây chết. Liệt nữ có tính cách, ta thích. Ông chủ, ông thích không được. Không thể giải thích với phía ngài Sakamoto. Dương Bưu, có phải đàn ông không? Nữ nhân như y phục, mạng mới là của mình. Vợ à, người làm cho quan quân rất nhiều, nhưng mà kết hôn tạo thể diện như vậy chỉ có một lần. Thái quân cũng đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nếu như chúng ta không đi, vậy thì đúng là
tạo thể diện mà không lấy, đó là tự làm khó bản thân mình. Con gái, sao con có thể tự tìm cái chết? Mẹ con còn chờ con chăm sóc khi về già mà. Đồ lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo. Được, lừa đảo thì là lừa đảo. Khởi kiệu, mau khởi kiệu. Đi đâu? Ta còn chưa nói xong. Vậy ngài nói đi. Không tới Bát Tiên Lâu, hoàng quân sẽ không tha. Nhưng mà hôm nay ta kết hôn, vợ ta nói đi đâu thì đi chỗ đó. Thà là để hoàng quân trách tội, cũng không thể để vợ của ta trách ta cả đời. Hôm nay tới Lữ quán. Đại đội trưởng, anh đã nghĩ kỹ chưa? Rồi. Dương Bưu, anh nói thật à? Không có gì thật hơn. Bây giờ đi luôn. Đương nhiên. Nhưng nàng phải cho ta biết tại sao nhất định phải tới Lữ quán. Chỗ đó có gì khiến nàng không thể buông? Được, ta cho ngươi thời gian một câu nói. Nói. Người nằm trong đó mắc bệnh lao phổi, sẽ lây nhiễm. Lao phổi sẽ lây nhiễm. Lây nhiễm mà. Thái quân, tôi không cố ý mạo phạm các ngài. Tôi chỉ sợ ông chủ nhà tôi bị bệnh lao phổi sẽ truyền nhiễm cho các ngài. Khốn kiếp, mau về nhà cho ta. Để ta nhìn thấy các ngươi lần nữa thì chết chắc. Đi. Dạ, tạ Thái quân, tạ Thái quân, tạ ơn Thái quân. Đừng có ho nữa, lây cho Thái quân bây giờ. Đừng có ho nữa. Ngưu đại hổ, có tiến bộ, lại có thể bịa ra bệnh lao phổi. Công phu cậu bịa chuyện sắp đuổi kịp Hồ Liên rồi đấy. Đi theo anh lâu như vậy, đương nhiên phải học hỏi chứ. Mau đi qua, ngăn chân đám Nhật Bản. Chẳng phải chúng ta về chỗ cũ à? Nếu như phó đội trưởng không nhìn thấy thì phải làm sao? Không được quan tâm quá nhiều. Mấy tên Nhật vừa rồi đã nhìn thấy thẻ dân của cậu. Đúng là nhìn thấy, nhưng mà cũng không hoài nghi. Bây giờ thì chưa. Đợi tới lúc xảy ra chuyện, Sakamoto chắc chắn sẽ điều tra. Ngồi nhỡ hỏi bọn chúng, không thể để lại bất kỳ manh mối nào hết. Vậy phải làm sao? Diệt. Đội trưởng à, anh không sao chứ? Có thể chịu nổi không? Mặc kệ tôi. Mau. Anh cố chịu một chút. Đội trưởng, chúng đang làm gì mà dừng lâu vậy? Mệnh lệnh của ngài Sakamoto rất rõ ràng. Những chuyện khác chúng ta không quản. Đã rõ chưa? Dạ rõ. Nói. Tại sao hôm nay buộc phải tới Lữ quán? Có nam nhân khác à? Nam nhân khác gì chứ? A Mẫn nhà chúng tôi là cô gái qua vàng thanh bạch. Anh nói như vậy đúng là ức hiếp cô nhi quả phụ mà. Ta biết A Mẫn là cô gái tốt, bằng không ta cũng không cưới cô ấy. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay rất kỳ lạ, ta cần câu trả lời. Cũng đâu quá đáng chứ. Đại đội trưởng, tâm sự của đại cô nương tôi là mẹ cũng không rõ. Chắc chắn là có nguyên nhân, buộc phải nói ra. Chuyện này thì trông thì kỳ lạ, thực ra thì cũng không có gì kỳ lạ. Ai trong lòng mà không có chút chuyện, có phải không? Đừng có dài dòng. Ta muốn hỏi, chính là trong lòng A Mẫn đang có chuyện gì? A Mẫn, hay là mẹ nói thay con nha. Tôi nói ra, anh đừng có chê cười A Mẫn. Nói. A Mẫn nhà tôi có nỗi khổ trong lòng.
Khổ gì? Vì người ở lữ quán. Đây không phải là chiếc xe vừa rồi à? Bảo các ngươi về nhà. Sao các ngươi còn ở đây? Lại, ra đi. Ra đi. Ra đây ngay. Ngươi dám giết hoàng quân? Khốn kiếp! Vợ à? Ai ở lữ quán? Đàn ông mà. Là ai? Không chỉ là đàn ông mà còn có một người phụ nữ. Cô gia, nghĩ mà xem. Hai mẹ con tôi hồi đó nhờ bán màn thầu sống qua ngày. Lữ quán là người mua lớn nhất. A Mẫn ngày nào cũng mang màn thầu qua đó. Vậy chuyện này liên quan gì tới nỗi khổ của A Mẫn? Liên quan lớn chứ. A Mẫn là một cô gái nhà lành, cả ngày lộ mặt bán màn thầu, chỉ có mẹ mà không có cha. Lữ quán là nơi thế nào? Chẳng phải có rất nhiều người không đứng đắn à? Đáng thương cho A Mẫn nhà tôi bị người khác coi thường, bị người ta ức hiếp. Còn có chuyện như vậy à?